Thúy xin chào mọi người. Hôm nay là Thúy đang đính một cái áo dài màu đỏ. Và cái áo dài ở màu đỏ này thì ở tay thì Thúy sẽ đi những hẹt pha lê để viền cổ tay như thế vậy. Và ở phía dưới là mình sẽ đi giày và lên phía trên là nó sẽ thưa dần. Thì đây là cái cánh tay mà đây là một bên tay Thúy đã đính xong. Thì bây giờ mọi người cùng theo dõi cách Thúy đính cái mẫu mẫu đính này nhá. Cái này mình gọi là kiểu đính tự do á. Tức là nó sẽ không theo một cái trình tự nào hết, nó sẽ xen kẽ lẫn nhau. Và ở đây Thúy sử dụng là hạt pha lê tròn bánh kem nè. Loại này là 6 ly nha. Và pha lê nón 4 ly. Thì đầu tiên để thực hiện mẫu này các bạn sẽ vẽ. Bạn sẽ dùng thước kẻ vẽ nha. Bạn muốn đính đến đâu thì mình sẽ vẽ cái khoảng mình đính đến đó. Ở đây là cái khoảng đậm Thúy sẽ đính là tầm 4 cm. Và cái phần thưa dần là mình sẽ đính là 2 cm. Cho nên là Thúy sẽ vẽ một khoảng 4 cm đây ở phía dưới và phía trên là 2 cm. Và bây giờ mình cùng bắt tay vào thực hiện nha. Các bạn nhớ mình sẽ xỏ chỉ 4 nha để nó chắc chắn hơn. Và mình sẽ lần lượt mình xỏ hạt. Mình sẽ đính không theo một cái tuần tự nào hết. Tức là hạt nó sẽ xuôi ngược lung tung, tức là lung tung á. Không theo về một hướng hay một phía nào hết. Cứ mình đính lần lượt các hẹp pha lê. Sau đó mình sẽ xen kẽ thêm vài hạt xen kẽ vào các hạt pha lê bánh kem. Kiểu đính này thì nó rất dễ làm. Và nếu mà mình biết cách là khi mà mình phối nhiều loại hạt hoặc là nhiều loại đá với nhau thì nó sẽ tạo lên cái hiệu ứng ánh sáng rất đẹp. Thì ở đây thì tại vì cái mẫu áo dài này nó đang đi chủ đạo là cái hạt pha lê nón và pha lê bánh kem cho nên là Thúy chỉ có dùng hai cái loại hạt này. Lâu lâu mình lại xen kẽ thêm một hạt pha lê tròn. Với kiểu đính này thì mình có thể ứng dụng lên cổ tay hoặc là đính toàn bộ thân áo. Nó đơn giản nhưng mà thật sự là rất là đẹp.
nó có độ độ lấp lánh nhiều. Các bạn cứ tuần tự mình đính cho nó đến hết cái khoảng mình đánh dấu. Trong cái khoảng đánh dấu này mình sẽ đi đi dày. Và khi mà đi đi ra phía ngoài này thì ra cái phía phía ngoài khoảng mỏng này thì mình sẽ đi thưa dần, là khoảng cách nó xa hơn.